chuyện của thước kỷ thước kỷ bút mực bút chì và tẩy kết bạn chúng cùng nhau làm việc rất vui vẻ bỗng một hôm thước kỷ nghĩ rằng nó quan trọng nhất không có nó thì bút mực bút chì không thể kể thẳng được nghĩ là mình oai lắm nó cứ ưỡn ngực lên dần dần nó trở thành chiếc thước kỹ cong. Một hôm, bút mực và bút chì phàn nàn. Anh thước kỹ bị cong rồi, đường kỹ của chúng ta cong quá. Thước kỹ đáp, tại các anh không biết vĩ, chứ tôi lúc nào cũng thẳng. Tẩy bảo, anh cứ soi gương thì biết. Thước Kỷ soi gương, nó sợ hãi thấy mình hơi cong. Nhưng rồi, nó lại tươi tỉnh bảo, "Cái thước Kỷ ở trong gương kia không phải là tôi. Vạch đo của tôi ở bên trái, còn vạch đo của cái thước Kỷ kia ở bên phải. Các số ở đó còn ngược nữa." Thước Kỷ trườn xuống bãi cỏ, hy vọng sẽ có bạn mới biết tài nó một bà cụ nhặt được thước kỷ định đem về làm củi nhưng thước kỷ la ầm lên nó không phải là củi bác thợ mộc thấy vậy bèn nói đây là cái thước kỷ gỗ nó hơi cong để tôi bào lại nó cho thẳng phải trải qua nhiều đau đớn thước kỷ mới thẳng trở lại các bạn vui vẻ đón nó trở về. Từ đó, nó luôn chăm chỉ cùng các bạn bút kể những đường thẳng tắp. Câu chuyện khuyên các em không nên kiêu căng, coi thường người khác, cần khiêm tốn, chung sức với mọi người để làm được điều có ích.